Rồi, các bác có nghe thấy tiếng gì không ạ? Diều quý em nhé. Thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 27 tháng 2 năm 2020. Âm lịch thì là ngày 16 tháng 1, 16 tháng Giêng đấy, năm 2021. Vâng, thì trong buổi sáng hôm nay thì bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là có hoàn thiện xong một cái bộ bàn ghế trường kỷ phòng khách cho gia đình nhà bác Minh, một khách hàng ở thị xã Phú Thọ. Thì trong buổi sáng nay thì em có hoàn thiện xong và chuẩn bị bàn giao khách hàng, thì em có quay lại một cái video clip làm kỷ niệm để giới thiệu cho quý vị khách hàng, cũng như là em sẽ báo giá luôn giá của bộ trường kỷ gỗ lim này để cho các bác có thể tham khảo. Thì trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của cái bộ trường kỷ này, thì là bao gồm có 3 món này, hai chiếc ghế dài này và một chiếc bàn tiếu đó. Thì đây là sản phẩm này, kích thước của nó là kích thước là thuộc hàng đại, ghế dài là 2m17. Tíu là dài là 1m27. Thông số rất là đẹp. Và sản phẩm này bên em là sử dụng là chất liệu gỗ lim, 100% là chất liệu gỗ lim nhập khẩu. Đi vào giới thiệu chi tiết hơn cho các bác hình ảnh chi tiết và thông số kỹ thuật như sau. Thì sản phẩm thuộc hàng đại là chiều dài là dài là 2m17 này. Cái phần diện tích ngồi này là sâu là 52 quý vị ạ. Đó, cái bộ trường trung ấy thì là sâu nó chỉ có 47 đến 48 thôi. Còn hàng đại thì nó sẽ nhích thêm một vài phân nữa, tuy nhiên là vài phân này nhưng mà ngồi thì sẽ rất là thoải mái các bạn. Cũng như là về cái đường nét chi tiết thì cái phần chân nhà em đây, phần chân này là 9, 10, 11 chỉ các bác nhé. To, dày dặn, rất to, dày dặn, cũng như là các bác xem về những cái đường nét về mộng mạng thì bên xưởng em là những cái sản phẩm này, quý vị này, rất là nét và khít nhá, quý vị nhá, rất là nét và khít. Cũng như là đường chỉ soi thì là sắc nét luôn, không một vết gợn luôn. Đó, tiếp theo cái phần dạ này bên em là cái dạ đục ngũ phúc và lọng thủng, nó rất là đẹp. Cái mẫu này gọi là cái mẫu cổ truyền của ông cha ta rồi, mẫu cổ truyền rồi. Cái trường kỷ này thì gọi là trường kỷ cuốn các bác nhé. Trường kỷ thì có rất nhiều loại, như là trường kỷ ngũ lân, vần trường kỷ ngũ lân ấy, hay là trường kỷ Huế. Còn cái bộ trường kỷ này, mẫu này gọi là trường kỷ cuốn này, nghĩa là cái mẫu này thì cái vai này nó cuốn tròn và nó cuộn đầu xoắn ốc như này. Đó, thì gọi là trường kỷ cuốn này. Cái mẫu này gọi là mẫu cổ truyền của ông cha ta từ ngày xưa rồi. Cái mẫu này thì là không bao giờ lạc hậu rồi. Giá ngồi thì cực kỳ là thích thú luôn. Tiếp theo về cái phần gỗ này quý vị này. Cái phần này là gỗ lim. Gỗ là gỗ lim. Còn cái ván mặt nhà em là một tấm liền, cũng như là vân gỗ lim, vân gỗ tự nhiên. Nó rất là giá trị. Và em sẽ đảm bảo và cam kết cho khách hàng là toàn bộ cái phần mặt này sẽ bị không bị cong vênh hoặc là nứt vỡ. Nếu mà nứt vỡ bên em sẽ bảo hành, cũng như là sẽ đổi, các bác hoàn toàn yên tâm, bảo hành 5 năm tất cả những bộ sản phẩm mặt trường kỷ như này. Bên này là phần vách này, vách nhà em là đục tứ quý là tùng trúc cúc mai. Đó, tùng trúc cúc mai ở giữa thì là đục sen cỏ. Còn những cái đường nét chi tiết về cái phần đục chạm đây, bác có thấy được đấy, nó được làm cũng là rất là kỹ, rất là hoàn thiện hết, kỹ hết rồi, bóng bẩy cực kỳ bóng bẩy, như là chất gỗ chắc nặng này. Chiếc bàn tiếu này thì có kích thước là dài là 1m27 này, về ngang là 50-57 quý vị nhé. Đó, thì như là trong cái đầu video clip thì em có giới thiệu cũng như sẽ là báo giá cho các bác, báo giá luôn về bộ trường kỷ này. Thì hiện cái sản phẩm này thì bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám của em đang bán với mức giá là 22 triệu và bao vận chuyển 50 km quanh bán kính xưởng quý vị nhé. 50 km bán kính quanh xưởng, sản phẩm 3 món này quý vị. Em quay lại một lần nữa tổng thể cho quý vị xem được cái bộ sự là hài hòa của bộ ghế này, rất là hài hòa, cân xứng và hài hòa. Như là cái đường nét là chi tiết thì là cực kỳ sắc nét luôn, đường nét chi tiết thì sắc nét đây. Phần mọng này quý vị này, bén khít thì khít luôn, mọng bén khít này, sắc nét này, gỗ chọn đẹp. Một chút da này, đục nét, đục chạm cũng như là hoàn thiện thì cực kỳ là bóng bẩy luôn. Ok mọi người nhé, thì em xin kết thúc clip đây và em sẽ chuẩn bị là bốc xếp lên xe. Đây, xe đây để vận chuyển và bàn giao cho bác Minh. Bác thì nhà ở thị xã Phú Thọ, tuy nhiên là mua về cho gia đình ở trong một vị trí khác nhé. Ok, xin chào mọi người.